Bến nước Buôn Cô Xia ở đường A Mỹ Đoàn, phường Tân An nằm ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Nơi đây từng là nơi sinh hoạt cộng đồng, là biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết giữa thiên nhiên với đời sống buôn làng nơi đây. Theo bà kể là bến nước cổ xưa, là bến nước đây là đặt tên là Cô Xia. Buôn thì ăn cái bến nước này thì mới gọi là Buôn Cô Xia, cho nên hiện nay là tôi đang giữ và để lưu giữ lại cái bến nước của ông bà cha mẹ hồi xưa đến bây giờ. Ngày nay với sự phát triển của hệ thống nước máy, việc sử dụng bến nước đã giảm dần. Dẫu vậy, bến nước Buôn Cô Xia vẫn được bà con giữ gìn như một phần ký ức văn hóa và nét đẹp truyền thống của người Ede.